Xin chào các bạn, chúng ta đang gặp nhau trên kênh News 24 giờ. Hãy cùng với chúng mình cập nhật thông tin đáng chú ý có trong ngày hôm nay. Vào sáng ngày 18 tháng 2, thông tin Big Hit hợp tác cùng với Universal Music Group thực hiện một chương trình thử giọng toàn cầu nhằm tạo ra một nhóm nhạc nam mới đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả khắp nơi. Tuy nhiên thì trái với sự hào hức của các fan K-pop, cộng đồng mạng Hàn Quốc lại tỏ ra ngán ngẩm về kế hoạch này vì họ đã quá bội thực với các dự án debut nhóm mới của Big Hit trong những năm gần đây. Sau khi BTS debut năm 2013, phải đến tận 6 năm sau đó Big Hit mới cho ra mắt thêm một nhóm nhạc khác. TXT debut năm 2019 nhận được rất nhiều sự quan tâm của các fan K-pop vào thời điểm đó với cái tên em trai BTS. Thế nhưng khi đấy, mấy ai ngờ rằng sự ra đời của TXT cũng chính là khởi đầu cho cả một chuỗi kế hoạch debut nhóm mới liên tục của Big Hit. Hay nói đúng hơn là của các nhãn hiệu trực thuộc Big Hit Label. Theo tổng kết quả của cư dân mạng Hàn Quốc, chỉ trong vòng 4 năm, Big Hit đã lên kế hoạch debut đến tận 8 nhóm nhạc mới, bao gồm cả boy group lẫn girl group. Kế hoạch cụ thể như sau. Năm 2019, TXT của Big Hit Entertainment đã ra mắt. Năm 2020, ENHYPEN do Big Hit Label Belay Lab đã ra mắt. Năm 2021, girl group mới của Big Hit Label Shower Music, girl group mới của Big Hit Label Belay Lab, boy group mới của Big Hit Japan. Năm 2022, boy group mới của Big Hit Entertainment, girl group mới của Big Hit Japan, boy group mới hợp tác với Universal Music. Ngoài những kế hoạch kể trên, một công ty khác trực thuộc Big Hit Label là Pledis Entertainment, công ty quản lý của New It và Seventeen, được cho là cũng đang dục dịch chuẩn bị debut nhóm nam mới. Ngoài ra, công ty của Zico là KOZ Entertainment cũng được sáp nhập vào Big Hit hồi cuối năm 2020, cũng có kế hoạch cho ra mắt một nhóm idol. Điều này có nghĩa là ít nhất phải cho đến hết năm 2022, phần lớn phân lực của Big Hit gần như sẽ phải tập trung cho việc debut các girl group và boy group tân binh của công ty mẹ lẫn các nhãn hiệu trực thuộc. Đã có rất nhiều lời than phiền từ khán giả Hàn Quốc về những kế hoạch debut nhóm nhạc mới của Big Hit. Nhiều người cho rằng ngày nhập ngũ sắp đến gần của BTS chính là nguyên nhân quan trọng nhất khiến Big Hit phải debut nhóm mới liên tục như vậy để tìm ra một con gà đẻ trứng vàng khác có thể gánh doanh thu của công ty sau năm 2022. Hầu hết bình luận trên các diễn đàn trực tuyến hiện nay đều tỏ ra lo lắng nhiều hơn là háo hức khi mà không nhiều người tin rằng Big Hit có thể quản lý tốt tất cả những nhóm nhạc này, nhất là sau khi họ đã chứng kiến quá nhiều bất mãn đến từ các fan của các nghệ sĩ trực thuộc công ty này trong những năm vừa qua. Cư dân mạng Hàn Quốc đã để lại những bình luận như sau. Cứ như nhà máy sản xuất idol vậy, quanh đi quẩn lại thì Big Hit cũng đổ hết số tiền mà BTS vất vả kiếm được vào những dự án debut nhóm mới thế này sao? Debut nhóm nhiều hơn tôi nghĩ đấy, khoảng cách giữa các nhóm là quá ngắn. Có vẻ như họ đang tìm mọi cách gấp rút để lấp đầy chỗ trống cho khoảng thời gian mà BTS đi nghĩa vụ. Cảm giác vì họ cho debut quá nhiều nhóm nhạc nên khán giả cũng chẳng còn thấy háo hức nữa. Nói thật là nhìn vào TXT và ENHYPEN bây giờ, tôi hoàn toàn chẳng có chút mong chờ gì vào các nhóm nhạc tiếp theo của họ cả. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của Knews 24 giờ. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của chúng mình để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức mới nhất nào đến từ chúng mình nhé.